Biết nói gì đây, đã muộn màng. Chúc em hạnh phúc bước sang ngang. Tình kia lối sẽ lòng ngao ngang. Ngân điệp khúc chia ly có là gì, người ta nói ra câu cho bằng do số. Trái tim nghẹn ngào nỡ nào anh ơi, nói không nên lời ra rời lòng em tim nỗi đau. Ra rời lòng em nhói đau, giờ em nói gì đây, anh phải làm sao cho tôi khỏi nghẹn ngào tức tưởi. Hướng nghiệp công nghệ kỹ thuật điện điện tử là ngành nghề quan trọng trong đời sống và sản xuất, nhưng với nhiều học sinh và phụ huynh thì ngành điện điện tử vẫn còn là ẩn số. Những sao em không vui vẻ bước chân đi, cứ bỏ mặc cánh rừng rủ rồi bên đường. Còn thất thiểu cô đơn trong tuyệt vọng chán trường, vì tâm tư tình cảm yêu đau tình ngang trái chỉ còn cắn bạc bàn tay. Dù buồn tê tái thôi câu đầu môi, nói ra những lời gian dối xót xa cũng tan nát rồi.
đừng ăn xin, đừng nói chi thêm buồn. Thuyền viên đã sang bên cần, mừng cho ai chúc mai đẹp đôi. Ngày mai đứng bên kia đường, chờ xe qua biển đưa người. Đừng tối bên nhau rồi kìa.
trong lòng nhói đau. Thương nhau lắm đoạn trường thế.